Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm lăn nách không bụi giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aquaceline. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lăn khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aquaceline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu.